Chào buổi sáng anh em, quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục một vòng đi tham quan các nhà máy, như nhà máy của Rolls-Royce, những mẫu xe triệu đô, 2 triệu đô, 3 triệu đô, 4 triệu đô, tương đương khoảng 80 tỷ thì đều có ở thị trường Việt Nam rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem quá trình sản xuất ra một chiếc xe, những chiếc xe triệu đô nó có cái gì đặc biệt. Vâng, và Rolls-Royce thì chỉ có một nhà máy duy nhất trên thế giới mà thôi. Và ở nơi đây thì thường thì cho ra mắt những sản phẩm cầu kỳ, sáng tạo và chính xác, và được làm từ những người thợ thủ công có tay nghề rất cao. Nhưng một điều rất đáng tiếc thưa các bạn, nhà máy Rolls-Royce sẽ không mở cửa chào đón tất cả mọi người đâu. Chỉ những cái vị khách được mời thì mới có thể vào đây được. Nếu như bạn có tiền như anh Vượng, như anh Dương Thaco, như bác Thản, như các đại gia khác, tôi tin chắc sẽ được mời đến xem toàn bộ quy trình và có thể đặt hàng ngay. Họ bán hàng một cách tuyệt đỉnh, công phu luôn. Thực ra đối với những chiếc xe đẳng cấp như Rolls-Royce, những chiếc xe siêu sang, siêu xe thể thao, thì thực sự cái tính cá nhân hóa nó quá lớn, và đấy là nghệ thuật bán hàng của họ thôi. Nếu như bạn có một chỉ vàng hoặc là một cây vàng bây giờ khoảng 36 triệu chẳng hạn, với các bàn tay nghệ nhân này ốp vào đâu đó trên xe, thì tôi nghĩ là nó phải bán gấp 10, gấp 20 lần, có nghĩa thậm chí nó có thể lên 500-700 triệu, gấp khoảng 20 lần lên, thì cái giá trị nó rất là lớn và cái lãi nó cực kỳ lớn. Các bạn nên nhớ rằng là làm xe sang thì rất lãi nhé. Tôi đã từng gặp phó chủ tịch của Infiniti đã nói rằng là xe sang nó chỉ chiếm khoảng 20% cái doanh số, cái sản lượng bán hàng thôi, nhưng mà đóng góp tới 50% cái phần lợi nhuận cho cái lĩnh vực ô tô này. Mình không hiểu là những cái lĩnh vực xe siêu sang như thế này thì lãi bao nhiêu nữa. Có ai có biết con số chính xác không? Hãy chia sẻ nhá. Hãy chia sẻ lãi bao nhiêu ạ. Đấy, và các bạn có thể thấy đây, quá trình đúng là bằng thủ công, nhưng không phải là thủ công hoàn toàn đâu. Nói là thủ công hoàn toàn là không đúng trong cái thời đại công nghiệp hiện nay. Thì những cái công đoạn, một số cái công đoạn chế tạo, như ví dụ cái Rolls-Royce mà các bạn đang thấy trên màn hình này, thì những cái khung gầm nó lại được chế tạo từ BMW chuyển sang rồi mới lắp. Máy móc cũng vậy, cũng sẽ đúc bằng máy, nhưng phải nói rằng là cái công đoạn thủ công người ta cũng rất là nhiều. Đó, ví dụ mài miếc là toàn bằng thủ công hết thôi. Mà sau này đến ra một chiếc xe mà nó đạt tới một cái độ chính xác và độ sang trọng như vậy thì phải nói là tuyệt vời, đúng không ạ? Thế mới đáng là bán về tới Việt Nam nó loanh quanh cái đôi 3 triệu đô. Thường thì những cái đội ngũ của Rolls-Royce như thế này, mỗi ngày làm được khoảng 4 đến 5 chiếc xe thôi, rất là ít. Con số này thì quá nhỏ so với các hãng xe sản xuất hàng loạt khác. Với Bentley cũng vậy. Nhưng giữa Bentley và Rolls-Royce có một cái cuộc cạnh tranh, mình nghĩ là đấy. Rolls-Royce thì chắc chắn rồi, những cái chi tiết như gỗ, như da vân vân, họ thêu dệt những cái câu chuyện rất là hay, nào là da bò đực, không phải là da bò cái, cho nó đỡ bị co giãn này, rồi da bò phải sống ở độ cao mấy nghìn mét này, đấy quá trình may này, đấy, quá trình may, đấy may là bằng máy nhá, chứ không thể khâu bằng tay được. Ngồi mà khâu tay thì bao giờ cho nó xong? Thực ra chính xác là trong các câu chuyện là mình cũng nên hiểu với nhau một điều là cái công đoạn thủ công nó chiếm đa số chứ không phải chiếm hoàn toàn. Và đương nhiên rồi, với Rolls-Royce có rất nhiều cái chi tiết như là tượng nữ thần bay này, họ cũng thêu dệt thành cái câu chuyện rất là hay. Ở đây mình muốn chia sẻ rằng nếu bây giờ bạn mà làm được một cái ô tô bằng đất, nó hình dạng gì đấy, mà sau này công ty của bạn trở thành công ty mà sản xuất ra những chiếc xe từ cái mô hình đất sét đấy thành những chiếc xe siêu đẳng, tầm cỡ như Rolls-Royce, như Bentley, thì bạn cũng có một cái câu chuyện gọi là siêu anh hùng luôn. Nhưng bản chất từ thuở sơ khai ban đầu nó cũng rất là bình thường, chả có vấn đề gì cả. Sau này thì khi thành công thì mình muốn nói thánh nói tướng gì chả được. Còn thất bại thì đương nhiên rồi, nhục lắm. Rồi, quay trở lại câu chuyện của Rolls-Royce. Thì có những cái công đoạn mình đã nói rồi, có những cái công đoạn chắc chắn phải dùng bằng máy. Ví dụ như là sơn phủ, sơn xe chẳng hạn. Bởi vì cái khung mỗi lần xong thì mình phải sơn phủ, thì chắc chắn là phải dùng máy rồi. Sau đấy sơn bóng, sơn lót vân vân thì có thể là bằng tay. Và có những cái chuyên viên đặc biệt phụ trách cho những cái màu sơn đặc biệt. Đấy, ví dụ bây giờ nhá. Đấy, những cái chi tiết được lắp ghép này,
Rolls-Royce thì rất nổi tiếng với cái quy trình sản xuất just in time, hay là cái ngôn ngữ, cái triết lý gọi là bespoke. Đấy, các chi tiết là lắp ráp hoàn toàn là thủ công, không có máy móc, không nhiều máy móc thiết bị như cái nhà máy BMW mà vừa rồi mình có giới thiệu qua mấy clip đó, các chi tiết rất là cấp. Gỗ thì thường là gỗ trên xe, thường thì sẽ dùng gỗ từ một thân cây để cái vân nó đều. Bentley cũng vậy, nhưng Rolls-Royce rất ghen tị với Bentley là khi mà các cái cỗ máy, các cái khả năng tăng tốc của nó lại không bằng bằng Bentley đâu. Máy Bentley ngon lắm. Những cái khách hàng mà thường trả để mua những chiếc xe này thì thường là sẽ trả cao hơn dự kiến. Ví dụ bạn xem xong một chiếc xe cơ sở này, bạn muốn tối ưu hóa nó thành rồng phương Đông, chống đồng Đông Sơn, hay là Đại Bàng, hoặc là cái gì đó. Đấy. Thì thường sẽ phải trả thêm rất là nhiều. Lãi nó nằm ở đấy đấy các bạn. Lãi lắm, khẳng định luôn, lãi cực kỳ. Siêu lợi nhuận đấy, phải nói là siêu lợi nhuận luôn. Ví dụ như bây giờ mình là ông chủ của Gà Mạnh Hoạch chẳng hạn, thì mình muốn đặt một chiếc xe Rolls-Royce Phantom có gọi là phiên bản Gà Mạnh Hoạch. Nhưng nếu mà phiên bản Gà Mạnh Hoạch nó hơi quê, phải đọc là Kim Kê hay là Kim Cương hoặc cái gì đó, Gà Kim Cương đại khái thế, thì nó sẽ là thần thánh hóa ngay. CEO của Rolls-Royce có nói rằng là không nên so sánh Rolls-Royce với cả phi thuyền, với cả những xe bình thường, mà hãy so sánh với cả phi thuyền, du thuyền, máy bay vũ trụ gì đấy. Thực ra mình nghĩ đấy cũng là chém. Thực ra mình nghĩ đấy cũng là một cách nói để nâng tầm cái thương hiệu lên thôi. Chứ còn ví dụ những chiếc xe Rolls-Royce này khi mà so với các cái trị giá của bất động sản thì nó cũng không có gì là ghê gớm quá cả. Các bạn cứ thử hình dung sang cái khu Riverside của nhà anh Vượng, của anh Vượng ấy, thì bên đấy nó hàng trăm hàng ngàn cái biệt thự đôi 3 4 5 triệu đô, nhưng trước nhà thì vẫn là cái gì? Vẫn là lít, vẫn là xe cút kít của trẻ con, thì cũng chả cần phi thuyền. Hay là ví dụ như những cái lô bất động sản ở Roy Manor ở đường Nguyễn Xiển ấy, vừa mở ra phát 20-30 lô 71 tỷ bán vẻo phát hết, chả có vấn đề gì. Cho nên nhưng mà phải cũng phải thừa nhận là những chiếc xe đẹp thì nó cũng đẳng cấp thật, nó dễ làm đẹp, nó bóng bẩy, da rẻ, hồng hào, chất thơm tho đấy. Đó, cái hay nhất của xe nó lại chuyển động rất là đẹp. Nó như những cái tác phẩm nghệ thuật ấy, chứ nó không khô cứng như những cái bê tông hay là cốt thép cả. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng điểm qua nhanh những cái thông tin đặc biệt nhá. Từ nãy giờ chém nhiều quá. Giống như trong cái nhà kho của Amazon ấy, mỗi công nhân nhận được một danh sách các bộ phận cần thiết này, và lấy chúng từ các khu vực gọi là, tôi gọi là siêu thị của Rolls-Royce. Thì nó khác với quản lý bằng máy móc nó nhiều thôi, bây giờ tay thôi. Và Rolls-Royce sử dụng cái hệ thống sản xuất just in time nhằm bảo đảm các cái vật tư và công cụ sẽ có mặt đúng lúc mọi nơi mọi lúc nha. Điều này đòi hỏi chuyển động trong khắp cái khu lắp ráp ấy, nhưng không hề có cảm giác vội vã đâu, các bạn có thể thấy đấy, không bị vội vã thế nào, nhàn tênh, nhàn nhã, bởi vì đơn giản làm cái xe này lãi cực. Và nhà máy thì yên lặng và không có tiếng động chói tai, được làm trong này mình nghĩ chắc lương cao lắm. Rồi, anh em nào có muốn làm không? Hãy học hỏi, học tập từ bây giờ đi. Rồi qua đấy làm lương cao, yên tâm. Với một cái mẫu xe siêu sang như thế này thì từng cái chi tiết nhỏ nhất hay từng cái tính năng đều là gắn với những cái câu chuyện. Và đặc biệt là bạn có thể thấy những cái trời sao, cái bầu trần sao ấy. Nếu như chúng ta nói với những mẫu xe sang là cửa sổ trời panorama, vân vân, không. Đây là trần sao luôn, đẹp long lanh. Phiên bản Hadao trước mình vừa có xem qua video đấy, các bạn có thể thấy là mô phỏng chòm sao luôn. Mình có sao gì để chiếu sao là mô phỏng sao đấy luôn. Vâng. Thực ra những cái hệ thống đèn như vậy thì sẽ dùng các cái sợi quang được khâu vào da bọc trần và nối với các bóng LED. Cháy bóng nào thì không biết thay kiểu gì. Chắc là thay cả dàn luôn. Và toàn bộ cái quy trình này sẽ rất là tỉ mỉ và thực hiện là hoàn toàn là thủ công. Ngay cả cái vấn đề là da cũng vậy, các cái da đục lỗ là phải đục bằng tay hết, nhưng mà sẽ dùng các cái sợi như cái sợi cước câu cá ấy, đâm qua rồi mới bắt đầu là đấy, rồi sau đấy khâu là dùng máy khâu, tay khâu, khâu máy. Và xưởng da và gỗ trên Rolls-Royce là nơi các nghệ nhân được thêu, hầu hết thêu nhá. Và phần sơn mỹ nghệ trên các cánh cửa ấy đều là cũng sơn thủ công hết. Và những chiếc xe này có thể tùy biến ra rất nhiều phiên bản.
Nói chung là tùy biến được là lãi lắm. Và các khu vực tùy biến thì ở khắp nơi trên xe, chỗ nào mà cá nhân hóa được, tùy biến được là họ cá nhân hóa hết, họ sẽ tư vấn cho khách hàng, sau đấy mình sẽ đưa thêm yêu cầu nữa. Mốt mình yêu cầu cái Rolls Royce của Hùng xe cỏ, xe trên đấy trồng cỏ, thêu cỏ khắp nơi, cỏ xa nha. Thực ra cái quy trình chế tạo gỗ ấy, và da là rất là tốn kém. Và những cái mảng nội thất là một trong những cái mảng cực kỳ tốn kém. Nó cũng như nhà ấy, các bạn xây một cái nhà nhiều khi hết 2 tỷ thôi, nhưng nội thất nó có thể 2 tỷ, 4 tỷ, 6 tỷ. Tùy, nếu bạn mua viên kim cương 50 tỷ đặt vào nhà thì khắc cái nhà đó có nội thất 50 tỷ, ốp khắp nơi bằng kim cương, ốp vạng vậy. Đó, cho nên là cái xe nó cũng hệt như cái nhà thôi. Phần thô là một chuyện, nhưng mà phần nội thất là chuyện hoàn toàn khác. Nhiều khi cái lavabo hoặc là cái gì đấy thôi nó đã hàng ngàn đô rồi, cái bồn tắm thôi, bồn tắm dát vàng nó lại đi mất tiền tỷ nữa đó. Thì cái xe nó cũng vậy thôi. Và cái câu chuyện người tạo ra thì đương nhiên rồi, tạo ra để mà bán hàng. Nhưng mà một điều là những chiếc xe Rolls Royce là trang bị động cơ rất là lớn nhưng hoạt động rất êm, đấy là một cái điều đặc biệt. Có thể nói là với Rolls Royce thì tất cả câu chuyện từ những cái bu lông ốc vít đều có thể tạo nên câu chuyện đặc biệt, bởi vì đơn giản nó được bán với một cái giá rất đắt, nhất là tại Việt Nam nữa. Và các bạn, nếu như các bạn có những cái chi tiết thông tin hay gì đối với cái mẫu xe này thì xin vui lòng hãy để lại comment bên dưới clip. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. We'll be right back.